Hello YouTube, today I'm going to show you my fig tree, and it is ripen, and you can see a lot of fruit right here. Đây là cây sung bây giờ đã chín rồi, trái rất là bự, ăn rất là ngọt. Okay, look at that, it turned real black. Đó, thành chín rồi đó, trái bự nè. Đó. Ăn rất là ngon ha. Đây nha. Everywhere, even underneath here. Đó, chín rồi. Ripping. Ăn rất là ngon ha các bạn. Đây trái xanh nhờ một trái chín. Đây là cái trái, có những trái con không giờ là ăn nhiều lắm rồi. And here we are, this is the tree. And look at down here, look at it. See that. Look at that fruit down there, real big. Có mấy trái xanh nữa nè. There's a green one right here too. Trái này ăn rất ngọt. Trống trong này quá trời trái nè, huge, rất là bự. Even down here, you can see the fruit way at the bottom here. Let me take one out. This is the one that I'm holding in my hand. Let me break it so you can see the fruit inside. Very sweet. I'll give it a try. Very sweet. Look at it inside. Delicious. Ăn ngọt. Ngon mà thơm lắm. And you can see they grow down on the floor. Right there. Yes, right there. And this is my fig tree. Đây là cây sung của mình. Okay. Bye bye YouTube. Okay. He is the jump in of the fruit that I just picked from the plant. You can see.
trái này mới cắt xuống, hái xuống này là chín rồi. Okay. And it's very sweet and delicious. Okay. Pop it down. How you like that? Beautiful.